Hello cả nhà hello, welcome back Dung Phan Cuộc Sống Mỹ, bún măng vịt thanh đa, đồng hành tìm vàng. Ok, hôm nay em sẽ về qua đây cơm tắm bạn tôi. Em về Houston một lần nữa nha anh em. Hôm nay cái review của em thì ghé ăn Phánh Ký, tiệm hủ tiếu Mỹ Tho Phánh Ký. Để làm cái review chiếm rồi, em có ghé đây một lần nhưng mà chưa có làm, thì đây là cơ hội thứ hai em ghé để làm cái review cho bà con mình thử ăn hủ tiếu Phánh Ký, hủ tiếu Mỹ Tho ở Ballet Houston nha quý vị. Bắt đầu em chuẩn bị chạy vô đây. Phánh Ký hủ tiếu Mỹ Tho Houston. Alo, cần cái tên tên chị. Thank you. Để em coi chụp. Nó mình chụp cho. À, thôi dạ, được rồi, để em coi thêm. Lát là chụp. Lát chụp với chị. Dạ, chụp ba người luôn. Ok, cái gì ngon nhất ta? Hủ tiếu gì ngon chị? Dạ, chị giới thiệu đi. Rồi. Ăn khô đi. Thì nếu mà ăn hủ tiếu không thấy mì á. Mì á thì ăn mì sợi nhỏ. Ok, thôi bên đây mì sợi nhỏ đi. Dạ. Hủ tiếu mì sợi nhỏ. Dài nha. Hai thứ hay là một thứ? Hai thứ. Một cái dài, bên đây hủ tiếu thường. Không phải, ý nói là hai cái hủ tiếu với mì mix vô hay là hai thứ mix vô, hai thứ mix vô. Dài mì sợi nhỏ. Một tùy dai. Dạ. Là ngon nhất đó không? Em thấy nước cũng ngon mà ngon gì? Cái hồ nó có chén sức cái. Ok, good, good. Đó là ngon nhất đó hả? Chị có thêm cái gì không? Cho em cái, cho em cái xíu quách đi. Cái nhỏ nha. Dạ, xíu quách, chén nhỏ ăn thử. Dạ. Rồi anh, hai cái rồi cái gì? Đủ chưa? Em cũng ăn giống vậy luôn hả? Em ăn gì? Hủ tiếu đặc biệt, khô. Hủ tiếu đặc biệt khô, có đặc biệt không? Dạ, không lấy mì. Dạ, bên đây không lấy mì. Dạ, dai. Dạ, lớn. Hai tô lớn hết đi. Cho nó đã mì. Cơm, đúng rồi. Dạ. À, nước lạnh chị. Cái này quay menu nè. Cái này chốc em bỏ lên YouTube của em đó. Cháu quẩy luôn đó hả? Em thử luôn nha, cháu quẩy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều nó đủ review rồi. Quay khách hàng, đảo xem sơ đó. Quay khách hàng. Còn 2 tuần nữa là tết Việt Nam rồi. Kính em có cà phê tại tiệm làm với nước mát Atiso ạ. Giò cháo quẩy. Thank you, thank you. Cái này là cà phê nè. Dạ, ở đây nước rồi. Mát của nước mát của, nguyên chất của Phánh Ký. Nguyên chất của Phánh Ký luôn. Dạ. Cà phê sữa đá cũng pha tại tiệm luôn. Dạ, có giò cháo quẩy ăn hủ tiếu. Có giò cháo quẩy ăn hủ tiếu. Và để em lấy sa tế ra nữa. Có sa tế rất là ngon. Sa tế chấm chấm, dạ, chấm với siêu quá. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Thank you. Nước mát của tiệm Phánh Ký nè. Đây là cà phê sữa đá, giò cháo quẩy. Để em thử miếng này, thấy là ngon à, giòn. Nó có sắp tới ăn cái giò cháo quẩy, không? Giò xíu quá. Dạ, đây là sa tế cũng làm tại tiệm, nước sốt cũng chủ em làm tại tiệm đây quá luôn. Tuyệt đây vời. Là quá tuyệt vời. Để em lấy sa tế nước sốt với nước sốt là ăn với hủ tiếu mì khô, sa tế ăn với xíu quách chấm. Đúng rồi. Đang kỳ chị. Ừ.
Xíu quất này, tuyệt vời, chén xíu quất nhỏ nha. Đây là chén xíu quất nhỏ này. Hành ký và cái vị kho. À, cái này không biết có cay ngon nè. Em thử trước. Em thử miếng xíu quách của Phần Ký nha. Xíu quách của Phần Ký. Có sa tế nè. Thank you chị. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị một ly cà phê. Cảm ơn Phần Ký tặng ly hủ tiếu. Đâu phải ly hủ tiếu, ly đồng hai cho mình đó. Ly nước mát. Dạ. Hủ tiếu khô rất là hấp dẫn. Rất là tuyệt vời, mình rất là thích rồi đó chị, chắc chắn là ngon rồi nha. Rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Em không biết sao chứ hủ tiếu khô ở đây là em chịu, em thấy cái ngon, rất là ngon. Em sắc chăm. Tay em rất là sạch nha, đừng có lo. Sợ hết. Giá bên đây là giá trùng luôn. Khi mình kêu cái giá là người ta trùng sẵn cho mình. Giá trùng. Giá có thể bị tác liền tới. Sốt này để ăn thêm nè, sốt này để ăn thêm với cái này, còn sắp tới để ăn cái này có tô thuốc lèo. Đây là khu ba le nha. Để ăn cho miếng sốt vô này, đậm giá điều này đậm điều là để ăn thử miếng đầu tiên nè. Phần Ký hủ tiếu Nam Giang, cái hủ tiếu Mỹ Tho. Đặc biệt cái này có cái sốt nè, rất là ngon. Giòn em biết ăn sao. Khoái này.
rồi. Đã không? Bye bye. Rất là ngon. Với em thì thạch ký thủ tướng Mỹ Tho Houston rất là ngon. Bà con nào ở vùng vùng bà con nào ở vùng phụ cận á hay là Dallas khu vực nó về đây ăn một chuyến cho biết đi. Em thấy quán này ngon đúng không quý vị, em rất thích. Thank you.